Nhìn hương giang mà hoang mang quá, tay gầy như que củi mà ngực vẫn siêu to khổng lồ. Vòng một của hương giang căng đầy gợi cảm nhưng có vẻ không hề liên quan đến cơ thể quá gầy gò. Cách đây ít giờ, hương giang khoe loại ảnh mới trên Instagram. Hoa hậu chuyển giới quốc tế năm 2018 diện chiếc đầm lệch vai đỏ rực phô diễn thân hình quyến rũ vào dịp cuối năm. Vẫn thần thái, không phải dạng vừa, nhưng hương giang lại bị soi cơ thể gầy gò đang báo động. Cánh tay của hoa hậu bé tẹo, chẳng khác nào que củi. Sự đối lập giữa cánh tay và vòng một trên cơ thể của hương giang khiến nhiều người xem cảm thấy hoang mang. Hương giang diện đầm lệch vai sexy dịp cuối năm, hoa hậu uốn éo tạo dáng như vô tình để lộ cánh tay xương sẩu bé tẹo. Trong khi vòng một căng như trái bóng, cánh tay của hương giang lại quá gầy gò. Cánh tay trơ xương bé tẹo nhìn chẳng mấy liên quan đến vòng một siêu đẩy đà, khiến hương giang nhìn lại cứ sai sai. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ tỏ ra xót xa cho hương giang. Gầy quá chị ơi, ăn nhiều vô, gầy quá ô đó chị ơi, gầy quá đó chị ơi, chị tôi gầy quá, ốm quá chị, mong chị béo lên một xíu, tăng cân đi chị ơi, chị ốm quá rồi. Đây không phải là lần đầu tiên hoa hậu chuyển giới quốc tế năm 2018 để lộ thân hình gầy gò đáng báo động. Trong một lễ trao giải cách đây ít ngày, hương giang cũng khoe vòng một đẩy đà trong khi cơ thể gầy gò thiếu sức sống.